Đúng. Thôi rồi, nhìn đây này. Wow. Thấy thế biến ra rồi. Bổ nốt thế. Xem nữa đây này. Được quá nhỉ. Ăn đi, ăn đi. Đây, em xin phép nhé. Ừ, ngon nhở. Ơn mà không biết là quả dưa hấu này có từ đâu mà có nhỉ, mà không biết có cái loại dưa hấu mà đắt nhất thế giới ăn nó có ngon như này không nhỉ. Mà chị có biết có quả dưa hấu nào mà nó khổng lồ to là to. Nếu mà được voi thì đòi hai bà trưng. Cái gì không biết thì vào hỏi chị cứ giúp đi đi. Thế tám bí ẩn ly kỳ và thú vị về quả dưa hấu. Đầu tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu nguồn gốc của quả dưa hấu. Các bạn thân mến, hẳn là bây giờ chúng ta đều có thể dễ dàng mua hay thậm chí là trồng riêng ở nhà mình một vườn dưa hấu xanh tươi ngon mát. Nhưng mà ăn dưa hấu bao nhiêu lâu rồi, các bạn có biết dưa hấu từ đâu mà có hay chưa? Theo như trong câu chuyện cổ tích Việt Nam thì món dưa hấu bắt nguồn từ câu chuyện về Mai Ân Tiêm. Chuyện kể rằng hoàng tử Mai Ân Tiêm do mắc trọng tội mà bị vua Hùng đuổi ra đảo xa để tự mưu sinh và kiếm sống. Một ngày nọ, chàng phát hiện ra thấy bầy chim đang mổ một thứ hạt màu đen. Chàng nghĩ bụng, chim ăn được thì người cũng ăn được nên đã đem hạt giống chim để lại về gieo trồng. Chẳng bao lâu sau, hạt giống này đã phát triển và cho ra những cây nở hoa, kết thành những trái to to, vỏ xanh ruột đỏ, có vị rất ngọt và thanh mát. Hai vợ chồng đem thứ quả đó đã đổi được rất nhiều thực phẩm cho các tàu buôn ghé qua đảo và nhanh chóng trở nên giàu có. Sau này, nhờ vào trái dưa hấu, vua cha đã tha tội cho chàng và Mai Ân Tiêm ban phát hạt giống cho những người nông dân, dạy cho họ cách trồng và cũng như làm giàu cho xứ Việt thêm một thứ trái cây danh tiếng. Hòn đảo mà An Tiêm ở được gọi là Châu An Tiêm. Từ đó thì dưa hấu trở thành một loại quả không thể thiếu trong những ngày lễ Tết của dân tộc Việt với ý nghĩa về sự chăm chỉ và vượt lên số phận. Và đó là câu chuyện của người Việt Nam lưu truyền để giải thích nguồn gốc của quả dưa. Còn theo như một bức tranh ở thế kỷ thứ 17 của Giovanni Stanchi, vẽ một giống dưa rất lạ mắt với phần ruột đỏ ít ỏi xen lẫn với phần thịt trắng. Và người ta cho rằng đây chính là hình dáng thuở sơ khai ban đầu của những trái dưa hấu. Và cho dù là nguồn gốc như thế nào đi nữa thì cũng phải công nhận ăn dưa hấu ngon tuyệt các bạn nhớ. Vậy không biết là cách người ta thu hoạch chúng ra sao? Hãy cùng tìm hiểu ngay phần tiếp theo nhé! Thứ hai, máy thu hoạch dưa hấu xịn nhất. Ở đây có nhà bạn nào trồng dưa hấu và được theo bố mẹ đi thu hoạch dưa hay chưa? Comment điểm danh ngay xuống phần bình luận nhé. Các bạn ạ, quả thực thu hoạch dưa hấu chưa bao giờ là việc đơn giản vì khi mà dưa lớn, mỗi quả cũng nặng từ 2 đến 5 cân. Thế mà cứ tay không bốc từng quả thì không biết bao giờ mới xong được hết cái đám ruộng. Chính vì thế, người ta đã có một cách thu gom vừa nhanh gọn lại tiết kiệm thời gian và công sức. Đó chính là những chiếc xe tải kết hợp với một băng chuyền cho phép người ta hái dưa xong sẽ thả lên và dưa được tự động trở về xe tải. Vì thế, người nông dân chỉ cần cắt cuống, đặt lên chuyền là xong. Còn thủ công hơn thì họ sẽ có hai nhóm, một nhóm chỉ hái dưa, nhóm đứng ở trên đỡ dưa và thả xuống thùng xe rồi đưa về phân loại, làm sạch, đóng hộp xịn sò để mang tới các siêu thị, các khu chợ và bán cho những người dân. Đặc biệt, với xu thế không chỉ ngon mà còn phải độc lạ thì những trái dưa hấu còn được đóng khuôn với đủ những hình thù dáng vẻ khác nhau, khiến ai nhìn cũng chỉ có mờ ê mê thôi. Thứ ba, dưa hấu các hình khối. Các bạn ạ, bình thường ra chợ chỉ thấy người ta bán dưa hình tròn hay bầu dục thôi, chứ dưa hấu hình vuông, hình kim tự tháp, hình trái tim hay hình hồ lô như thế này thì mình chưa thấy bao giờ. Vậy làm sao mà người ta có thể trồng ra được những hình dáng độc đáo đến như thế? Theo Kính Lúp TV tìm hiểu thì những người nông dân Gensuji miền Nam Nhật Bản từ lâu đã tìm ra cách để trồng ra những quả dưa hấu hình vuông. Trước đây, họ cũng từng trồng những quả dưa hấu hình tròn, nhưng chúng lại khá khó khăn khi xếp vào trong kệ tủ. Chính vì thế, họ đã nghĩ ra cách tạo ra những chiếc khuôn hình vuông và sau đó để cho những quả dưa hấu phát triển vào trong đó. Sau này, người ta còn tạo ra rất nhiều những chiếc khuôn đa dạng như là khuôn hình kim tự tháp, khuôn hình trái tim hay bất cứ hình gì mà họ muốn để trái dưa có thể tạo ra được nhiều hình thù đa dạng hơn. Dưa hấu cứ thế lớn dần và đến khi trưởng thành, chúng tự khắc có hình như chiếc khuôn mà họ tạo ra. Tất nhiên, về chất lượng và hương vị thì không khác gì những quả dưa tròn bình thường, nhưng vì hình dáng lạ lùng đó mà giống dưa này được bán với giá cao hơn. Nếu như bình thường, các loại dưa bán thông thường với giá khoảng 10 đến 30.000 đồng một cân thì loại dưa hấu này sẽ được bán theo quả, mỗi quả từ 100 đến 200 đô la, tương đương với khoảng 2 triệu 3 đến 4 triệu rưỡi trên một quả. Do có giá thành tương đối đắt đỏ nên loại dưa này phần lớn chỉ phục vụ cho đối tượng là giới nhà giàu hoặc khách mua làm quà biếu mà thôi.
Và tiếp theo, chúng ta cùng khám phá ngay những kỷ lục có 102 liên quan tới những quả dưa hấu mà ai chứng kiến cũng phải trầm trồ kinh ngạc. Thứ tư, những kỷ lục đáng kinh ngạc về dưa hấu. Đầu tiên hãy cùng khám phá loại dưa đắt đỏ nhất thế giới. Đó chính là dưa hấu đen, Denchuk. Chúng được mệnh danh là vua của các loại dưa hấu và là đặc sản của vùng Hokkaido, Nhật Bản. Một lý do khác khiến cho loại dưa này có mức giá trên trời mà còn là vị ngon ngọt khó tìm kiếm ở bất cứ đâu. Vỏ ngoài của dưa có màu đen bóng tự nhiên, rất sang và rất đẹp. Vì vậy, chúng nghiễm nhiên trở thành món quà xa xỉ, sang trọng và được dân đại gia trên thế giới dành tặng nhau. Được biết, giá bán cho trái dưa này rơi vào tầm khoảng 250.000 yên, tức là tương đương với tầm 130 triệu đồng trên một quả tiền Việt Nam. Khiếp thôi, nghe xong cái giá đã thấy choáng váng cả đầu óc rồi. Ấn tượng không kém thì chính là kỷ lục vận động viên chém dưa hấu nhanh nhất thế giới. Theo tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới vừa xác nhận, anh Roberto Rodriguez đã lập kỷ lục dùng tay chém vỡ nhiều dưa hấu nhất trong một phút. Kỷ lục được vận động viên người Tây Ban Nha thiết lập trong chương trình diễn ra tại trường quay truyền hình đặc biệt Lo Show dei Ricordi của Ý. Trong màn trình diễn, anh Rodriguez đã dùng bàn tay của mình ở trạng thái mở để chém vỡ những quả dưa hấu do tình nguyện viên nâng lên. Và kết quả, anh đã chém được vỡ tới 39 quả dưa và nhanh chóng ghi tên mình vào danh sách kỷ lục Guinness Thế giới. Kỳ lạ không kém thì chính là cây dưa hấu ra nhiều quả nhất. Theo China, các nhà khoa học nông nghiệp tại một đơn vị giống cây trồng ở Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc đã lai tạo thành công một cây dưa hấu cho ra tới 131 quả. Thông thường, mỗi cây dưa hấu chỉ cho ra từ 1 cho đến 3 quả. Đây là lần đầu tiên tại Trung Quốc ghi nhận trường hợp có nhiều quả dưa hấu đến từ một cây như vậy. Cây dưa hấu trăm quả ở Trung Quốc phát triển trong một vườn ươm diện tích 100m2, có 7 nhánh dây leo chính và nhiều nhánh phụ lan tỏa, nhánh dài nhất là 5m, cuối mỗi nhánh thì đều là một quả dưa. Quả nặng nhất là 19kg, còn quả nhẹ nhất là 5kg. Trọng lượng trung bình của các quả dưa trên cây này là 10kg. Còn để mà nói về kỷ lục đập dưa bằng đầu nhanh nhất trên thế giới thì phải gọi tên ngay anh chàng Rashid Nasim, người Pakistan 30 tuổi, từng khiến cho nhiều người choáng váng khi thực hiện màn biểu diễn dùng đầu chân để đập vỡ 51 quả dưa hấu tươi. Tương tự thì một đô vật chuyên nghiệp đến từ Los Angeles cũng đã cố gắng phá vỡ kỷ lục thế giới khi đập vỡ 45 quả dưa hấu bằng đầu trong chưa đầy 1 phút. Uầy, ngầu thật sự luôn. Nhưng mà mình nói trước nhá, đừng bạn nào thấy hay mà bắt chước theo, kẻo sưng vêu đầu lên thì lại bảo tại số. Và có thể nói, mùa hè tới thì dưa hấu đúng là một lựa chọn cho mọi nhà, nhất là mấy khu du lịch, mỗi ngày người ta bán được cả 1000 ly trái cây nước ép dưa hấu nữa cơ. Vậy thì cùng Vi Vu ngay để đi đánh chén mấy cốc dưa hấu đường phố, xem có ngon như lời đồn không nào. Thứ năm, dưa hấu đường phố có gì hot? Trước hết thì xin mời các bạn hãy cùng Kính Lúp TV thưởng thức ngay ly dưa hấu sinh tố siêu to khổng lồ. Cơ mà riêng cái loại dưa hấu này thì nó hơi lạ nha, bởi thay vì cắt miếng, đem đi ép, lọc rồi bỏ ra ly thì người ta lại chỉ cần khoét một đường tròn quanh quả dưa hấu, dùng máy xay xay trực tiếp thẳng vào quả dưa rồi cắm thêm cái ống hút là xong. Ta nói cầm cái quả dưa này uống có mà bao phê, chắc là phải hai người uống may ra mới hết. Ấn tượng không kém thì chính là những ly nước dưa hấu nổi tiếng đường phố tại Karachi, Pakistan. Dù không có máy ép, máy xay, nhưng qua bàn tay cắt siêu nhanh, siêu nhỏ và rất chuyên nghiệp, được những người bán hàng múa dao qua những miếng dưa, thì chẳng mấy chốc hàng chục quả dưa đã được băm băm chặt chặt rồi được đổ ra những chiếc thùng lớn, thêm thật nhiều đá mát lạnh, múc ra cốc và bán cho khách du lịch đến mua. Mỗi ly dưa hấu như vậy thì có giá khoảng 30 rupee, tức là chưa tới 10.000 đồng một ly, giúp cho du khách đập tan cơn khát, sảng khoái tức thì ngay và luôn. Còn nếu như các bạn thích ăn tươi, nuốt thẳng không cần xay ép gì hết, thì cứ gọi ngay một đĩa dưa hấu thái miếng như thế này. Cơ mà không hiểu sao mình thích nhất là khi mà nhìn người bán thái dưa, bổ dưa, trông hơi bị nhanh mà lại còn đều tăm tắp luôn. Dưa hấu thái xong sẽ được bỏ ra đĩa và nếu như khách có nhu cầu muốn mang đi thì những miếng dưa sẽ được cho vào túi và xách đi thôi. Và các bạn cảm thấy thế nào về những món dưa hấu đường phố tuyệt vời này? Đừng quên ấn ngay vào nút like để ủng hộ cho những người bán dưa các bạn nhé. Và tiếp theo, hãy cùng khám phá hai loại dưa hấu mà các bạn không thể tin là chúng tồn tại. Thứ 6, dưa hấu khổng lồ và tí hon có gì đặc biệt? Alo alo, tránh đường cho dưa hấu khổng lồ chuẩn bị lao tới đây. Hè, với mấy bạn ưa hệ siêu to khổng lồ thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua những quả dưa hấu hàng chục, thậm chí là hàng trăm kg này. Điển hình chính là quả dưa với tên gọi là Carolina Cross. Quả dưa hấu được trồng bởi anh Chris Ken đến từ Sevierville, Tennessee của Mỹ đã được sách kỷ lục Guinness công nhận là quả dưa nặng nhất trên thế giới với cân nặng siêu khủng lên tới 159kg, tương đương với hai người đàn ông trưởng thành. Kỷ lục này được thành lập vào năm 2013 và hiện tại là chưa có một quả dưa
hấu nào có thể phá vỡ được kỷ lục trên. Ấn tượng không kém thì chính là quả dưa hấu đặc biệt có xuất xứ từ Tottori, một tỉnh nằm ở vùng Chugoku trên đảo Honshu của Nhật Bản. Mỗi quả dưa hấu có kích thước khổng lồ được bán với giá 2.288 đô la Hồng Kông, tương đương với khoảng 6,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, ở Trung Quốc, tại rất nhiều nông trại trồng dưa, người ta cũng thường xuyên thu hoạch được những quả dưa siêu to khổng lồ. Trọng lượng cứ phải xương xương tầm 70-80 cân mới chịu. Eo ôi, to thế này thì có mà ăn nhoe mồm luôn. Có nếu như các bạn chỉ mê hệ mini nho nhỏ xinh xinh thì những quả dưa hấu mini sau đây chính là lựa chọn dành cho các bạn. Những quả dưa hấu này được gọi với tên tiếng Anh là cucamelon. Chúng có kích thước nhỏ như những viên kẹo. Nhìn vỏ dưa bên ngoài thì cũng giống như quả dưa bình thường. Hạt thì như quả dưa chuột và vị thì lại chua chua thanh mát như là chanh. Có thể ăn luôn cả quả hoặc dùng để làm salad rất là ngon. Loại quả này dễ trồng, cho quả quanh năm và rất phù hợp với khí hậu của Việt Nam. Nên các bạn nào yêu thích thì có thể mua hạt giống về để trồng thử nhé. Ngoài dưa hấu bé tí ti kể trên ra thì dưa hấu nho nhỏ bằng trái cam cũng gây sức hút không kém, với hình dáng trông như bao nhiêu quả dưa bình thường nhưng kích cỡ thì khá nhỏ và phù hợp cho một người ăn mà thôi. Bên trong ruột cũng rất đỏ và cực kỳ ngọt luôn. Uầy, không ngờ là dưa hấu lại đa dạng sắc màu và hình dáng đến vậy đấy. Thậm chí là có rất là nhiều người khéo tay còn biến những trái dưa trở thành những tuyệt tác nghệ thuật có 102 mà ai nhìn cũng phải mê. Thứ 7, những siêu phẩm cực đẹp từ dưa hấu. Bạn cảm thấy những quả dưa quá đơn điệu, bạn muốn biến những quả dưa thành những bông hoa rực rỡ hay những hình nhân vật yêu thích hay muốn viết cả chữ lên dưa hấu thì sao đây? Vậy thì hãy tham khảo ngay những mẫu dưa nhìn không ai nỡ bổ ăn sau đây. Trước hết, đó chính là những trái dưa được khắc tỉa hình hoa siêu lung linh, được các đầu bếp dùng dao khoét, gọt, cắt tỉa từng đường nét tỉ mỉ trông cứ phải gọi là mờ ê mê. Quả dưa được trưng bày trong những bữa tiệc lớn như là Tết Trung Thu này, tiệc cưới hay là các lễ hội trái cây lớn. Đặc biệt, trong dịp lễ Tết cận kề thì dưa hấu là thức quả không thể thiếu, và để làm tô đẹp lên cho những quả dưa hấu thì người ta còn khắc thành vô số những chữ đầy ý nghĩa như là an khang, thịnh vượng, sum vầy hay là phúc lộc thọ vân vân. Đặt lên bàn thờ đúng là chỉ có nổi bần bật luôn. Còn sinh nhật mà không có bánh gato thì cũng khỏi lo, lấy dưa hấu ngay ra, cắt tỉa một chút là có ngay một chiếc bánh hơi bị osake rồi đấy. Chà chà, cắt dưa kiểu này xong nghĩ bổ ra ăn cứ thấy tiếc tiếc ấy nhở. Và ở đây có bạn nào khéo tay, biết cắt tỉa dưa vừa ngon vừa đẹp mắt hay không thì comment ngay xuống phần bình luận nhá. Tuy nhiên, nói gì thì nói, dưa cũng có loại vis, loại rác. Dù mê đến mấy, các bạn cũng cần phải nhớ những điều cấm kỵ sau đây. Thứ 8, sự thật kinh hoàng về dưa hấu độc và những cấm kỵ khi ăn dưa. Bước đến những vùng sa mạc nóng bỏng khát khô cả họng và nhìn thấy những quả dưa tròn vo nằm lăn lông lốc trên nền cát kia, nhìn đã muốn vặt ngay một quả mà đánh chén rồi. Tuy nhiên, đừng vì khát mà lao vào rồi hãy ăn nha, bởi loại dưa này cực kỳ là độc, ngộ nhớ ăn vào bụng, nếu không được cấp cứu kịp thời thì sẽ phải gặp nguy hiểm đến tính mạng. Thoạt nhìn dáng vẻ bên ngoài thì dưa hấu rất giống như dưa hấu bình thường, cũng có hình tròn giống như quả bóng căng phồng, phần vỏ màu xanh ngả vàng và có những đường vân dễ thấy. Nhưng vì đây là giống dưa chỉ dùng để làm thuốc chứ không phải để ăn nên tốt nhất các bạn nên tránh xa. Ngoài ra, thêm một lưu ý đó là khi ăn dưa, các bạn cũng cần phải ăn đúng cách. Vì nếu như ăn dưa mà sai, không những chẳng mang lại lợi ích gì mà thậm chí còn đem lại tác hại lớn cho sức khỏe. Nên hãy nhớ những điều cấm kỵ sau đây. Thứ nhất, không nên ăn quá no dưa hấu, bởi trong dưa hấu có 94% là nước. Với lượng nước lớn như vậy sẽ làm loãng dịch vị dạ dày, gây khó tiêu, ảnh hưởng tới chức năng tiêu hóa. Thứ hai, tuyệt đối không ăn dưa khi là ăn các món dầu đạm và có tính hàn cao như là các món hải sản hay thịt dê vân vân. Thêm vào đó, không nên kết hợp sữa chua hay là chuối cùng với dưa hấu, bởi vì rất dễ khiến bạn bị đau bụng, nôn mửa, tức bụng và khó tiêu hóa. Bên cạnh đó, những người bị thận yếu, những người viêm loét dạ dày, những người đang ốm thì cũng chớ nên ăn nhiều loại quả này để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe nha. Thêm một cảnh báo đó là nhiều bạn đang lo ngại không biết là trái dưa bị tiêm thuốc thì nó sẽ như thế nào. Vấn đề này thì mình cũng đã kiểm chứng và tìm hiểu thì tại Việt Nam chưa có ghi nhận trái dưa bị tiêm thuốc hay tiêm nước cho dưa được căng hơn. Và theo tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh thì đã đưa ra một sự so sánh, đó là bán dưa trực tiếp tại gốc giá đã rẻ bèo thì người trồng cần gì phải tiêm thêm nước ngọt vào dưa, mà có làm thì cũng chẳng được bao nhiêu bởi quả dưa đặc ruột. Hơn nữa, hành động này sẽ làm cho dưa hỏng rất nhanh chỉ trong 1-2 ngày. Có nghĩa là dưa mà bị tiêm thuốc thêm thì nó còn hỏng nhanh hơn là dưa thường và còn rất dễ bị nứt nữa đấy. Ngoài ra, lý do này cũng là bởi hiện tượng do hàng hóa, hoa quả Trung Quốc bị dùng thuốc kích chín quá nhiều nên người ta lo ngại thì cũng chính đáng mà thôi. Thế còn trường hợp quả dưa sủi bọt như trong clip này thì sao đây?
Và ngay sau khi nhận được clip, mình đã hỏi các bác nông dân thì được biết tình trạng này cũng là bình thường bởi có thể quả dưa đó bị để quá lâu, cộng với thời tiết mưa gió hoặc là nóng quá nên nó sẽ bị thối, sủi bọt chứ không phải là bị dính thuốc gì, nên mọi người cũng không nên quá hoang mang. Nói chung, nếu các bạn có nghi ngờ hoặc cảm thấy dưa có vấn đề hay bổ ra là đã thấy bị hư hỏng, nát thì các bạn tốt nhất là không nên ăn nhé. Chưa bao giờ miếng dưa ngọt như thế này. Nếu mà đây không phải là một cái miếng dưa mà được tiêm hóa chất thì ngọt. Đúng là tuyệt vời.